Xin chào mọi người và mình là Tạ Hồng Thái, tới từ V-Hunter Entertainment. Hôm nay chúng ta hãy cùng đến với một số động tác cơ bản của bộ môn Shuffle Dance. Mọi người cùng đón xem nhé. Sau đây chúng ta hãy cùng đến với động tác số 4 là động tác V-Step. Chúng ta V-step của chúng ta như sau. Tư thế chuẩn bị, hai chân của chúng ta đứng hướng mũi vào nhau. Bước số 1, chúng ta bật sang bên trái, đồng thời hai chân tạo hình hình chữ V. Chân trái của chúng ta sẽ hơi nghiêng gót đi một chút. Bước số 2, chúng ta lại bật trở về vị trí ban đầu, hai chân hướng mũi vào nhau. Bước số 3, chúng ta bật sang bên phải và tạo thành hình chữ V như bước số 1. Ở bước số 3 này thì chân phải chúng ta cũng nhấc mũi lên. Và bước số 4 chúng ta trở về vị trí ban đầu. Sau đó kết hợp các động tác lại với nhau, chúng ta sẽ thu được động tác T-step như sau. 5, 6, 7 và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta bật sang bên nào thì chân đó của chúng ta sẽ nhấc mũi lên, thu về và sang bên phải, chân phải nhấc mũi lên. Và hai chân tạo với nhau thành hình chữ V. Và sau đây chúng ta hãy kết hợp với nhạc nhé. Hunter Entertainment.